Xin chào các bạn, tôi là Thomas Hường, là người sáng lập của xcom.vn, cũng là sáng lập của khóa học Clipbank chuyên sâu Dreamy Days Up. Trong khóa học này đã tạo ra rất nhiều người có doanh số từ vài trăm đô một tháng cho đến trên 15.000 đô mỗi tháng trên Clipbank nói riêng và các kênh affiliate marketing nói chung. Mời các bạn tham gia vào cộng đồng Startup Top lên và đi bằng cách like fanpage Startup Top lên và đi và tham gia vào group và đội nhóm Startup Top lên và đi để chúng ta cùng nhau tạo xây dựng phong cách sống tự do, làm việc chỉ với một chiếc laptop và có thể là làm việc bất cứ đâu chỉ với một chiếc laptop, ngồi Việt Nam có thể bán hàng bên kia bán cầu ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong đội nhóm và các bạn like fanpage và join vào group cùng cộng đồng affiliate hàng đầu Việt Nam hiện nay ha.